Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Sông Mã, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ngắn Sông Mã chủ động phòng cháy chữa cháy và phóng sự Sông Mã làm tốt công tác đối ngoại. Những năm qua, Công an huyện Sông Mã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của nhân dân, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Huyện Sông Mã có 185 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy với 48 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Năm 2023, Công an huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 662 đội trưởng, đội phó, đội chữa cháy dân phòng. Trang bị cấp phát phương tiện chữa cháy cho 317 đội dân phòng trên địa bàn, phát hành 12.000 tờ rơi, gửi 815 lượt tin nhắn SMS đến số điện thoại nhân dân, tuyên truyền 2.789 lượt trên Zalo, Facebook, tổ chức 414 buổi tuyên truyền tập huấn với 39.731 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện phát 8 lượt phóng sự, clip hướng dẫn, khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 3.732 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo 223 băng rôn khẩu hiệu. Trong thời gian qua, Ban quản lý chợ cũng tuyên truyền và tập huấn và cho về cái việc phòng cháy chữa cháy và Công an huyện. Phòng cháy chữa cháy cũng đến tập huấn cho chúng tôi những từng hộ cá nhân. Bên cạnh đó, Công an huyện còn triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an tiến hành kiểm tra 1.899 lượt cơ sở thuộc diện quản lý. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 48 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 48 triệu đồng. Thị trấn Sông Mã có trên 1.600 hộ dân, trong đó có nhiều hộ kinh doanh như nhà nghỉ, karaoke, hàng tạp hóa và kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ như ga, xăng dầu. Chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản, Công an thị trấn đã tham mưu cho Ủy ban dân thị trấn thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến nhân dân thông qua nhiều hình thức. Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh, hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời vận động hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị bình chữa cháy xách tay. Đơn vị chúng tôi đã được trang bị đầy đủ những biển bảng cảnh báo cũng như phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đủ theo cơ số của đơn vị. Cán bộ công nhân viên trong cửa hàng đều được đào tạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều có chứng chỉ. Huyện đã kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp cá nhân tài trợ để mua bình chữa cháy cho 75 hộ nghèo, cận nghèo thuộc ba xã Nàng Nghịu, Trường Khong và Huệ Một, góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thiệt hại do sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu để huy động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trao tặng bình phòng cháy cháy cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các lực lượng chữa cháy cơ sở và bà con nhân dân. Với phương châm phòng là chính, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Sông Mã tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy,
hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra, bảo vệ an toàn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Sông Mã luôn làm tốt công tác đối ngoại theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, đường biên mốc giới được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Để thực hiện tốt công tác đối ngoại cũng như bảo vệ đường biên mốc giới, những năm qua xã Trường Khương và các xã biên giới làm tốt công tác giao ban với các cụm bản, bản Nà Tong, bản Nà Cái, Siêng Khun, bản Đán, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân các bản giáp biên về luật biên giới quốc gia. Mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tại các hội nghị giao ban các xã biên giới với 4 cụm bản, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, tình trạng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, xe máy qua biên giới. Hiện nay một số hộ dân giáp ranh biên giới chăn thả gia súc, phá hoại hoa màu, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho nhân dân hai nước không vượt biên trái phép, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đường biên, vận động nhân dân các bản biên giới tổ chức nạo vét mương phai, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán luận điệu xuyên tạc chống phá, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam Lào. Xã Mường Sai giáp danh với bản Nà Tong ở huyện Sơn Khọ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào. Thì trong thời gian qua thì cũng đã hàng năm thì đã tổ chức giao ban hai lần trên một năm theo kế hoạch, thực hiện tốt khi công tác tuyên truyền tới các ban ngành đoàn thể rồi các tầng lớp nhân dân để nhân lên cái trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới. Và hàng năm chúng tôi đã phối hợp với cả đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân. Trong ngày hội chúng tôi đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến để xây dựng cái phong trào nó tốt hơn, và tổ chức giao lưu với cả các bản giáp biên và các lực lượng của nước bạn Lào để xây dựng cái mối tình đàm thắm tại cơ sở. Không chỉ những xã giáp biên làm tốt công tác đối ngoại, mà lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện luôn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng của nước bạn Lào đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận của hai nước Việt Nam-Lào. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy các đơn vị đồn biên phòng Mường Cai, đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương, huyện Sông Mã phối hợp với Đại đội Biên phòng 212, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn Lào thường xuyên trao đổi thông tin tình hình liên quan hai bên biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép được 55 lần, tổ chức được 6 lượt tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thì trong thời gian qua, thì đồn biên phòng Mường Cai đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng vũ trang của huyện Mường S, trong đó là đại đội biên phòng 212 là lực lượng phối hợp, là lực lượng trực tiếp phối hợp với đồn biên phòng Mường Cai tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thì định kỳ là chúng tôi tiến hành giao ban, trao đổi tình hình. Khi có vụ việc đột xuất liên quan đến hai bên biên giới thì thông qua đường dây nóng tôi trao đổi và thống nhất phương pháp để xử lý vụ việc. Đồng thời cũng là phối hợp tuần tra bảo vệ đoạn biên giới trong phạm vi đơn vị phụ trách. Qua đó đã xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa đơn vị với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn biên giới hai nước Việt Nam Lào, trong thời gian tới, các đơn vị tăng cường tổ chức tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành và thực hiện nghiêm luật biên giới quốc gia,
duy trì giao ban công tác phối hợp theo quy chế kết nghĩa. Trong thời gian qua, Đại đội Biên phòng 212 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thường xuyên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương, đồn biên phòng Mường Cai, tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên cột mốc. Mỗi quý chúng tôi tiến hành việc tuần tra song phương một lần với một đơn vị. Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên tiến hành một tháng một lần tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới của mỗi bên. Qua đó cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động trái phép như vượt biên, ngăn chặn các hoạt động buôn bán gia súc gia cầm qua biên giới, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi tình hình thông qua điện thoại, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vụ việc có thể xảy ra. Qua đó góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Thực hiện chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai huyện Sông Mã và huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, hàng năm hai huyện đã hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng an ninh. Thường xuyên tổ chức trao đổi, giao ban định kỳ, thông báo tình hình của mỗi bên. Phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị. Tổ chức các hội nghị giao ban biên giới, ký biên bản ghi nhớ, hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực. Chỉ đạo các xã cụm bản biên giới của hai huyện duy trì liên lạc để trao đổi thông tin. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi giữa lực lượng vũ trang, các xã biên giới với các bản giáp biên của hai huyện. Quan hệ giao lưu đối ngoại được duy trì phát triển, trong đó khu vực cửa khẩu Trường Khương Bản Đán là điểm sáng của mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới. Nhân dân hai huyện sử dụng chung một con mương hữu nghị, cung cấp nước đảm bảo cho sản xuất. Hàng năm đến vụ mùa, nhân dân của hai bên lại cùng nhau tu sửa, phát quang và khơi thông mương dẫn nước tưới cho hơn 100 ha ruộng của cụm 8 bản thuộc huyện Mường Ét và 15 ha ruộng của xã Trường Khương. Trong năm 2023, huyện Sông Mã đã hỗ trợ trồng 1 ha xoài tại bản Nà Hạ, huyện Mường Ét với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Thành lập đoàn công tác sang dự các sự kiện chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đi chơi nào mi ai nó Việt Nam. Từ trước đến nay, tình đoàn kết giữa bản Trường Khương và bản Đán của huyện Mường Ét, Lào rất khăng khít. Khi nào mương nước không chảy được, chúng tôi cùng họp để bàn bạc và vận động bà con nạo vét. Công trình mương hữu nghị Việt-Lào không chỉ giúp nhân dân hai bên lấy nước để tưới tiêu ruộng vườn, mà còn bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, tô thắm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Để đảm bảo an ninh khu vực biên giới, huyện đã chỉ đạo các xã dọc tuyến biên giới, lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng huyện Mường Ét, thông tin kịp thời về tình hình quản lý đường biên, cột mốc giới. Tổ chức tuần tra song phương kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm như xuất nhập cảnh trái phép, trộm cắp buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép, di dịch cư tự do. Và trong thời gian tới thì huyện Sông Mã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại với huyện Mường Ét. Cụ thể như là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân ở hai nước, đặc biệt là nhân dân giáp danh giữa hai nước, để từ đó giúp nhân dân nắm chắc được pháp luật của hai nước để thực hiện tốt và không để xảy ra tình trạng nhân dân hai nước vi phạm pháp luật. Thường xuyên hợp tác trao đổi thông tin hai chiều giữa hai huyện để nhằm tăng cường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó thì chúng tôi cũng chú trọng việc hợp tác để hỗ trợ cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, để từ đó giúp cho nhân dân giảm nghèo một cách bền vững. Và thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban giữa hai huyện để trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó có những giải pháp, biện pháp đảm bảo công tác phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Phát huy những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại, huyện Sông Mã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện của nước bạn Lào, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vụ việc, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.